Thưa các bạn, đúng như dự đoán của việc di chú thì lịch visa tháng 12 đã có và sớm hơn dự định và cũng đứng yên so với tháng 11, tháng 10 và tháng 9. Như vậy là diện visa F1, diện cha mẹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi vẫn đứng yên và xử lý đến ngày 15 tháng 9 năm 2015-2014 và mở hồ sơ đến 22 tháng 7 năm 2015. Diện F2A là diện uh, cha mẹ thường chủ nhân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hoặc là uh, thường chủ nhân bảo lãnh cho hôn hôn phu uh, cho vợ chồng. thì đang uh, xét đến thời điểm hiện tại và mở đến hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2020. Diện F2B là diện Um, cha mẹ thường chủ nhân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi độc thân thì Vẫn đứng ở ngày 8 tháng 7 năm 2015 và mở đến ngày 1 tháng 5 2016 Diện F3 là diện Cha mẹ bảo lãnh cho con Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con uh, Có gia đình Được uh, Đáo hạn đến ngày 15 tháng 6 năm 2008 và mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 6 năm 2009. Diện F4 là diện anh công dân Hoa Kỳ và lãnh cho anh chị em đang đứng yên và đảo hạn đến ngày 22 tháng 9 năm 2006 và đã mở hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2007. Chia buồn cùng các bạn bán gì các cô chú thời gian chờ đợi các diện như F3 là F4 rất là lâu hiện nay khoảng là từ 13 đến 14 năm như vậy là đúng như dự đoán của việc di chú thì vẫn đứng yên và nếu mà theo dự đoán của việc di chú vì thà lịch visa tháng 1 của đầu năm 2021 thì cũng sẽ là đứng yên xin chia buồn và hy vọng là với một cái chính quyền mà tổng thống mới đương nhiệm Joe Biden thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đến với cái diện ép của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe để theo dõi việc di trú, những thông tin về di trú và lịch visa hàng tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.